Hôm nay ngày 6 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an tống đạt kết luận điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền tại Ngân hàng SCB và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, đề nghị truy tố bà Trương Mỹ Lan cùng 33 người khác. Đây là kết quả điều tra giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát. Bà Trương Mỹ Lan bị đề nghị truy tố về 3 tội: lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Theo kết luận, bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm phát hành 25 gói trái phiếu khống, không có tài sản đảm bảo, hiện mất khả năng thanh toán. Các gói trái phiếu này do 4 pháp nhân phát hành, bao gồm Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông, Công ty Cổ phần Đầu tư Quang Thuận, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sunnyworld và Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh. Tổng trị giá các gói trái phiếu này là hơn 30.869 tỷ đồng. Đến nay còn dư nợ hơn 30.081 tỷ đồng của hơn 35.000 nhà đầu tư. Kết quả điều tra còn xác định bà Trương Mỹ Lan là chủ mưu cầm đầu tổ chức thực hiện rửa tiền với tổng số tiền hơn 445.000 tỷ đồng, trong đó có hơn 415.000 tỷ đồng từ nguồn tiền phạm tội tham ô tài sản của SCB. Sáng ngày 11 tháng 6 năm 2024, tại Hà Nội đã diễn ra lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị chỉ định đồng chí Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công an giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025. Trước đó, ngày 6 tháng 6 năm 2024, tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 15 đã thông qua nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an và Ủy viên Hội đồng Quốc phòng, An ninh đối với đồng chí Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương. Cùng ngày, Bộ Chính trị đã có quyết định chỉ định đồng chí Lương Tam Quang giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025. Ngày 11 tháng 6, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết liên quan tới vụ án vi phạm trong quản lý đất tái định cư ở thị xã Cửa Lò. Đơn vị này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam thêm 3 bị can để điều tra về hành vi đưa hối lộ. 3 bị can bị khởi tố gồm Nguyễn Đức Lâm, 50 tuổi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Nghi Tân, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò; Hoàng Đức Nam, 42 tuổi, Giám đốc chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Hưng Nguyên, nguyên Giám đốc chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai thị xã Cửa Lò; Nguyễn Trường Thi, 46 tuổi, Phó trưởng Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thị xã Cửa Lò, nguyên Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thị xã Cửa Lò. Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM) ngày 12 tháng 6 cho biết đơn vị đã nhận được thông báo của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội về việc khởi tố bị can, lệnh tạm giam với ông Phan Phạm Hà, 49 tuổi, trú Hà Nội, Tổng giám đốc VEAM, về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo khoản 3 điều 356 Bộ luật Hình sự. Cùng ngày, VEAM thông báo hội đồng quản trị bãi nhiệm chức vụ tổng giám đốc với ông Hà, hiện sai phạm cụ thể của ông Hà chưa được công bố. Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM) hoạt động theo mô hình tổng công ty nhà nước. Tỷ phú Trương Mỹ Lan được cho là đã nhận tội trong hành vi phát hành trái phiếu khống và hứa đền tiền cho các nạn nhân, trong khi ngân hàng SCB được xác định đã đào tạo hơn 2.000 nhân viên bán trái phiếu rác của bà Lan cho người dân, theo kết quả điều tra được báo chí dẫn lại. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã kết thúc điều tra giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát của bà Trương Mỹ Lan liên quan đến hành vi gian dối trong phát hành trái phiếu và đã công bố kết luận điều tra. Theo đó, bà Lan bị truy tố về 3 tội danh: lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chuyển tiền trái phép qua biên giới và rửa tiền. Ngày 13 tháng 6, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị này đã khởi tố, bắt tạm giam thêm 2 bị can liên quan sai phạm tại Ban Quản lý các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Quỳ Hợp. 2 bị can bị khởi tố là Trần Đức Lợi, 46 tuổi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Quỳ Hợp và Nguyễn Văn Khoa, 41 tuổi, Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường Việt Anh. Ông Lợi và ông Khoa bị khởi tố để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.